Rồi thử con một ít 90 nước nha bà con. Chỉ 5 triệu rưỡi thôi bà con, một ít 90 nước, văn ma đẹp luôn. Ở chát 5 triệu rưỡi, 90 là 9 rưỡi đó nha bà con. Đầu máy bán tại Sài Gòn, giá bán tại Sài Gòn nha bà con, 5 triệu rưỡi, một ít 90 là 9 rưỡi đó. Nước sơn còn ok luôn nè, có 90 thôi. Có điện đèn đầy đủ nè, chén còn xanh luôn bà con, thì chỉ có rửa lên tí là ok lắm. Máy đẹp, một bó 90, 5 triệu rưỡi là chín ngửa, có 5 triệu rưỡi bà con ơi. Đây rất đẹp luôn, vô bổng rồi còn chát luôn. Đầu máy bán tại Sài Gòn 5 triệu rưỡi còn đẹp. Đây một bó 90, 9 ngựa, công suất từ 8 ngựa 9 ngựa là 22 vòng một phút, chỉ 5 triệu rưỡi nha bà con. Máy đẹp cực kỳ, chỉ có 5 triệu rưỡi thôi, chỉ bán ở cửa hàng ở Sài Gòn này thôi. Anh em nào có nhu cầu, bà con có nhu cầu liên hệ. Mua cái máy này là xài Thiên Thu đó bà con, nhiệt lít xài quá mà bô còn trắng quá nè, bô còn trắng lắm mà tính ra nhiệt lít xài. Cái con nào nhiệt lít xài xài được ngon à, chứ không phân biệt tải dê hay bạc đạn nha bà con. Giá bán tại Sài Gòn 9 triệu rưỡi, ta 5 triệu rưỡi. Có 90, 9 ngựa, 5 triệu rưỡi đó bà con ơi. Á đẹp, đủ đồ, vô bổng luôn nè. Chát đèn đuốc còn đầy đủ luôn, sơn còn xanh dần nè. Đây, F7, 5 triệu, đẹp cực kỳ luôn, xanh dần luôn nè, chỉ có 5 triệu thôi F7, đầy đủ đồ. Lốc lát là ok lắm, bóng đèn đầy đủ luôn nè con. Còn xin giờ luôn hả? F7 5 triệu nha bà con. Giá này giá tại 50 cơ Sài Gòn nha bà con, chỉ bán ở Sài Gòn. Giá là giá 5 triệu bán ở Sài Gòn, bà con là có nhu cầu thì alo. F7 5 triệu. 7 ngựa 5 triệu nha bà con. Còn đây, mỏ 90, 9 ngựa, 5 triệu rưỡi bà con. Chỉ 5 triệu rưỡi thôi mà đẹp. Máy rồi, quá xưa đẹp. Rất là đẹp. Alo. Đang hết hàng ở đó rồi anh. Làm từ 7 triệu 8 triệu. Ok anh. Không có ship được anh, cái đó phải lấy xe ôm chở. Khoảng 600 á. Không từ trăng đi anh. Rồi ta hàng đẹp dưới hết rồi. Ở ngoài là bình thường nó tự chở thôi.
phải nhận trước nha, tại hàng nó hiếm lắm, đẹp hiếm lắm. Rồi là xuống nha luôn rồi. Ok. Đây, mỏ 90, 5,5 triệu, 9,5 triệu bà con, máy đẹp luôn nè. Đây, mỏ 85, mỏ 90 luôn, 7,5 triệu nha bà con. Nước xanh còn luôn nè. Đây nè, nước xanh còn luôn nè. Nước này xanh này còn luôn bà con. Máy còn khá đẹp đó, nước rửa lên. Mỏ 90, gió 7,5 triệu. Còn này mỏ 90 nước 5,5 triệu, nước là xài bằng này bà con, độ chăm nước là cái nào hết bà con chăm, còn này là chăm một lần một và chạy gió làm mát bằng gió luôn. Nó nên là chạy ghe đó, hay bơm nước là xài con này vừa nè. Nói với này giống hịch thôi, nhưng có là nó xài gió xài nước thôi. Còn nếu mà bơm nước thì chạy ghe câu ống nước đây xài luôn, tạp tiếng dịch lên đây xài nước luôn, rất là rẻ, chỉ 5,5 triệu thôi. Trong khi đó con này tới 7,5 triệu là tại vì nó ngồi xài gió đây. Chứ còn máy này ngang nhau công suất nữa, nó gắn thịt nhau bà con ơi, công suất ngửa ngang nhau nha. Đây mỏ 90, 7,5 triệu một cái đầu, bán tại Sài Gòn 7,5 triệu một cái đầu mỏ 90. Cái 7,5 triệu thôi bà con, mỏ 90, mỏ 85, 7 triệu, mỏ 85, 7 triệu. Cái con này chưa rửa nha con ơi, rửa lên đẹp lắm. Giá là giá bán tại Sài Gòn nha bà con. Đây mỏ 85, 7 triệu. Còn máy con này cũng còn khá nguyên vẹn nè. Đây số mấy con này chạy hết rồi con. Mỏ 85, 7 triệu. Đây trường sớm Mitsubishi CT 751 3 triệu nha bà con. Mình sới chờ bá khúc ben hai đùi luôn có 3 triệu thôi, xin bìa luôn 24 lưỡi 3 triệu. Mitsubishi đây, Kubota dàn, Kubota dàn để xếp giường xếp gãy hay tắt hay cũng ít là đây 1,5 triệu nha bà con, chỉ 1,5 triệu thôi. Còn đây IS 105 đẹp quá trời đẹp luôn, ben luôn nè, hai ben luôn, bánh lớn luôn nè con, bánh 614 luôn, chỉ có 5,5 triệu thôi bà con ơi. IS 105 5,5 triệu nha bà con, chỉ bán cho bà con dễ xài dễ sử dụng. IS 105 Yamaha 5,5 triệu cúp pen, bánh 614 luôn, rất là đẹp. Con này đẹp đấy con, để chưa rửa nè, để lâu ngoài nè, chỉ 5,5 triệu thôi. IS 105 cúp pen 2,5 cốt. Còn đây Toyota 1,5 triệu, xô 3 triệu. Mỏ 85 gió, con này rửa đẹp lắm em, 7 triệu. Dàn lông là thấy ok rồi, nào rảnh quay cho anh em coi, chạy nghe coi. Mô vọng cái này là rửa nó đẹp lắm, đúng không? Anh chưa thời gian rửa thôi. Mỏ 85 đây, mỏ 90 gió luôn 7,5 triệu. Giá chỉ bán tại Sài Gòn thôi bà con. Con này rửa là cũng đẹp lắm mà, anh chưa thời gian rửa thôi. Mỏ 90 7,5 triệu. Còn đây mỏ 90 nước 5,5 triệu. Máy này đẹp nè con, mộng đồ xanh mung luôn nè. Quá trời luôn, đèn rất đầy đủ. 5,5 triệu 9,5 bà con ơi. Chung máy này với máy này, máy là 1,90 gió nước này với 1,90 gió này, nhiều lần xích ngửa nhau, quan trọng là nó gió nó mắc hơn, nó 7,5 triệu. Còn này là nước, thì anh em nào chạy ghe là ok rồi, khỏi bàn rồi. Nó là độ bền rất là cao, mà vì con này còn mới nữa là chứng tỏ bên Nhật nó xài nữa nè, mất mát rồi còn xanh mung luôn nè. Con về chỉ khó rửa lên tí là ok, chỉ 5,5 triệu thôi. Ở đây 5 triệu F7 cũng
toàn đẹp luôn, chỉ là kiếm hàng thiệt đẹp bán bà con, để bà con hàng đẹp thì thường hàng ít xài, để bán bà con xài được nhiều hơn, rất đẹp bà con, lau đẹp nè, em chưa rảnh lau rửa thôi, rất là đẹp, xanh vàng luôn, ồ, xanh, 5 triệu đó bà con, 5 triệu F7, 7 ngựa, 7 ngựa 5 triệu, rất là ok, mất mát còn xanh là được rồi. Rồi, chào bà con nha. Hồi nào nói giá lấy bà con cái này F7. Nước đẹp như cái này nè, 5 triệu nè bà con. Bao chạy cho bà con luôn. Đây mỏ 90. Đẹp cỡ này nè. Những 5 triệu rưỡi bà con. 9 ngựa 5 triệu rưỡi. 9 ngựa 5 triệu rưỡi, đẹp cỡ này nha bà con. Đẹp cỡ này có giá 5 triệu rưỡi nha. Còn xấu hơn thì nó dễ ghê à. Quan trọng đẹp cái này là ít xài, áo bát còn nguyên luôn nè, nguyên dấu hiệu mở luôn, cho nó rất là đẹp, bóng đèn còn mắt mèo còn đẹp luôn nè, con này ít xài lắm bà con, chứ nó bỏ trong nhà không nè, đúng rồi, cái dàn sới cũng còn khá đẹp nè nên ít xài, dàn sới còn xanh với là ít xài, tay cầm vậy nè, đầu máy không là 5 triệu rưỡi nha bà con, tay cầm quá đã luôn. Rồi con đây 190, gió 7 triệu rưỡi. Mưa gió 7 triệu rưỡi. Đây mỏ 85 7 triệu gió luôn. Con này cũng rửa nó đẹp bà con ơi. Giá này bán tới Sài Gòn nha bà con. Mỏ 85. Còn đây sườn Mitsubishi Cúc Ben 2 cốt 24 lưỡi 3 triệu. Sườn Kuta xứ dường xứ gãy cũng nhỏ ít 1 triệu rưỡi. Kuta có 1 triệu rưỡi bà con. Chẳng cái máy 3-4 triệu cái máy D nó là xài thiên thu. Còn đây Văn Ma quang bóng một thời nè, IS 5 triệu rưỡi, cốt ben bánh lớn luôn, bán giá thiệt mềm cho bà con dễ xài, vừa túi tiền bà con. Lưỡi này thùng bìa luôn nha con, chỉ có 5 triệu rưỡi sườn thôi bà con ơi. IS 105, Văn Ma Ben 5 triệu rưỡi sườn, Kuta 1 triệu rưỡi, Mitsu 3 triệu, Cúc Ben bự luôn. Nó sườn Mitsu này nè, 3 triệu bự, nó bự hơn sườn này nữa bà con. Cái thùng sới nó là, thùng này là có 20 lưỡi thôi. Còn thùng này tới 24 lưỡi nữa bà con. Mitsu này 24 lưỡi có 3 triệu thôi, Cúc Ben 2 cốt. Rồi chào bà con nha. Con nào có nhu cầu alo 0886 5627. Quá 90 đầy đủ luôn, quá 90 là quá đẹp luôn. Để ghe là thiên thu luôn bà con ơi. Để ghe chạy tàu là ok luôn. Chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. Con số kỹ thuật cuối cùng. Bà con nào có nhu cầu alo nha. 0886 5627. Phục vụ bà con 24/24 nha. Bà con thích giờ nào diễn giờ đó. Không quan trọng ngày đêm sáng tối. Bà con có thắc mắc thì liên hệ số em đáp ứng nhu cầu. Rồi. Nhưng mà hàng này là bán ở Sài Gòn nha bà con. Rồi chào bà con.